chào mọi người nhá. Ông Đặng đang trả chó tôi. Đã hết rồi. Da của nó đang nổ rồi các bác ạ. Quán thịt ba chỉ quay, chân giò quay, vịt quay. Chắc con vịt nó phụ mốt luôn. Nóng hổi luôn, lá móc mật. Thơm. Quá thơm. Chó ra chuyện rồi, đi ra chuyện. Hết chó ra chuyện, đi ra chuyện. À, mà nay có người đến xin học chứ. Ok á? À, người ở đâu? Người ở đâu? Người ảo vậy? Cảm ơn anh, nhà anh ngon rồi. Ở bên Đông Hưng với Hoàng Thiên Hà. Quá ngon. Ông mà ông mùi cũng vậy, các gì các má cũng vậy. Ai cũng bốc. Nhưng mà mỗi tội là
có mua chân giò à? À đây này, thịt đây này. Hai vừa bán được ngon chưa? Ngon chưa? 100 nghìn, luôn 20 độ. Cái này là bán 1 ký bao nhiêu em? Ký em bán 220. 220. Tạc này có đến 3 ký. Hơn 2 cân. $220 một ký, quay quá rẻ. Cái này 1 ký, 2 ký tươi quay có khi còn ký này đấy. Nó hao. Chỗ này là bao nhiêu hả cô? Chỗ đấy 70.000. 70.000. Quá ngon. Ngon nhỉ? Thôi xong, dạ. Ngon riêng của nó. Nay ăn cái này xong đến 30 tháng 4 đông ta ăn một cái chân giò. Mời ạ. Không, một mình ngồi ăn thôi. Mình ăn cái chân giò. Mình quay thì ăn hết chứ có cái gì đâu. Cân cân thì phải trừ xương đi mất thì khoảng 3 lạng rồi. À ừ nhỉ. Nhìn rau này. Rau này là rau à? Bỏ này. Ui. Đây gọi là cái gì? Rau sạch. Đấy, rau sạch luôn ấy. Rau sạch có sâu. Ngổ này, răng cưa, mùi tàu này, húng. Rửa vậy, nó vẫn còn bị. Ê, nước chấm. Ai mua vịt thì cứ về Cầu Bọc nhá. Hỏi nhà Hà nhá. Long Hà nhá. Đảm bảo ngon nhất Hồng Thái luôn. Chia sẻ xong là để cho anh quay gần rồi mình có bì cái. Bì nổ về quá là cái gì bánh đây nó gọi là nổ bánh đa chứ không phải là nổ cốm vãi. Mình mua thịt ba chỉ ăn xem nó có giòn không nhá. Chà, này chắc không giòn. Giòn giòn. Cái đoạn nó giòn chơi. Đấy, để rửa vậy cho nó đẹp. Chắc đi, chắc cái này đi. Lắm đấy. Thì ăn không hết rồi, tí cầm về cho trẻ nữa là đẹp. Mình tưởng một cục chặt luôn, chặt to to thì không cần chặt nhỏ đâu. Chặt to à? Chặt làm ba. Vậy vậy. Đĩa. Quá ngon.
mình chán được các cụ ạ. Đây của mình đây, ăn được hết. Chặt to to này nó mới sướng. Đây của mình đây. Các bác ơi, chén rồi. Này. Đấy. Mọi người có ăn hết đĩa này không? Này. Nóng lắm, con không cầm được đâu con ạ. Xiên đây, tay cháu đang cầm xiên đây con. Cho nó xiên cho nó cái. À đâu? Ê Tu Bi nhá, tối về này. Đây. Tối mai xem nào, ra đây. Ra đây ngồi. Này ra đây bác nào, xiên nào. Ra đây. Ngon chưa? Có quên luôn cho vừng à? Ờ nhìn rắc vừng đi. Nhanh lên ra đây ngồi xiên chưa? Ra đây ngồi. Thịt ba chỉ giòn bì nổ bánh đa luôn. Cục này. Nóng lắm. Nóng thì ăn làm sao? Nóng thì ăn làm sao? Nóng. Bì. Giòn tan luôn. Anh để quay ngày mấy hôm nữa ngày lễ thì nó về đông nữa. Con này là gần một cân, 220.000 một cân. Con này 219.000. Nói vậy. Nóng quá. Ăn này về tối vợ hỏi là sao không ăn cơm hôm nay, trong người anh nó bất an. Anh nên nằm. Anh trèo lên tầng để bật điều hòa. Anh lị vẫn sáng mai. Ui, đẹp của người to quá. Anh không thích nạc đâu. Thích mơ mơ. Dạ. Đồ. Một con này. Vừa vậy. Chưa chín đâu. Không, vừa chặt một con. Sao rồi à? Vừa chặt. Con gì? Lắm, có đấy. Vừa vậy. Dừng lại đó. Chơi cả một miếng này luôn này. Gói vào cái rau này. Ừ.
Hết rồi. Ừ.
Ngon. Ngon. Con à, hơi á. Ừ. Đến 50 rồi. Đến cái có ngay. Cứ tròn ấy đi. Ấp chi nhỉ? Ok còn. Nó nóng mà hơi đã con. Chút quay lấy lại vào đêm bùa. Quay một con tròn đi. Quả có phanh nó chặt ấy xong một con tròn tí khách cái thứ lấy. Thấy Thụy cơ. Xem có con nào chín chưa chặt cho chú đi. Chú này mua nửa con. Chắc là muốn đứng ở ngoài này xem đấy. Yeah, mẹ biết thừa. Yeah. Chân giò. Làm hai miếng đi. Đặng sang làm cái mỏ về cho chó. À, que là bán hết hàng. Nay đẩy ra gặp mình bảo chúc anh Đặng tí nữa là hết à, hàng. À, tức là gặp vía Hà. Tí là hết hàng. Tí là y thật. Yeah. Hết một cái. Hết nữa không? Chỉ đến vậy. Lấy luôn cả cái là xong. Đúng không? Lấy luôn cả cái này. Về nó ngon. Thơm nó thơm vào cái gì ra mắc mật à? Hay là mắc khén hạt rồi? Mắc khén rồi à? Hạt rồi. Quế. Nói chung là quế, hành tỏi. Hành tỏi. Có mùi quế. Hay ra quế. Nhà em chân nhiều lắm. Úi xa, cái này mà ngập mồm. Ok mà. Mấy năm về trước chặt nó khác rồi. Giờ nó quen. Cái này được 3 năm chưa? Gần 4 năm rồi. Tức là động lực nhỉ? 100 watt tức canh đấy. Lúc đấy thì mấy ông sao ông chắc đấy? Dạ. Đuôi để cơ, vâng. Hai tên kia mua nửa con này. Đối với hai cái nửa con. Hai đẹp. Vàng đẹp. Đây này, nhìn chưa? Đây.
anh phải dựng lên. Đây á, à, xe đỏ đây á. Xe đỏ. Nhưng mà nhưng đã chín đâu. Chào tận. Ừ, tí cho nhanh, cho nhanh. Sao Tần thấy Thái Thụy sang đây mua anh? Hả? Tần thấy Thụy sang đây mua. Kiểm tra. Ông này là đổ ống lách sơi. Anh ở Đông Hưng hay Thái Thụy? Được chưa anh? Đông Hưng. Hả? Đông gì? Anh trước đi cái vị trí được. Ừ, anh đi tiếp cùng anh. Đầu anh. Bình phóng trước đi. Quy tính đi đấy, hai cho anh thẻ. Ô, tưởng chú mua rồi. Em ơi, có cái cục đấy để cho anh nhé. Ờ, để tí để dặn trẻ. Thế là hết rồi. Đi chạy hết. Không bán ở đâu nha, để lên trên cho nó nóng ấy. Các bạn có ngửi thấy thơm không? Thơm. Cái mùi thơm, mùi thơm của móc một lan cả khắp cái đầu làng này. Nó có hạt dầu. Thơm thật, công nhận thơm thật. Khách hàng tận xa. Tận Đông Hưng sang đây mua. 20 cây phi ra mua. Đang làm tiền hải à? Làm tiền hải. Khách hàng mua. Chuyên mua đây đi. Bó tay. Hai chú làm ở đâu về? Chú ở Trà Giang à? Ui, à cái anh lúc nãy hả?
9218. Tôi lấy anh 180 thôi. Được, có 180. Còn đâu chỗ lẻ thì để cho con nó ăn rồi. Ngon nhỉ? Bà chỉ thử đấy. Bà chỉ ngon. Mẹ em phải thử đấy. Không mang cả lại. Tao cả mấy cái miếng nhỏ nhỏ kia. Kèm cái này cho anh ấy. Cái đấy nạc không cho nó nhỏ nhỏ thì nó dễ ăn. Đúng rồi. Đứng đầu. Đấy, nó không ngon. Từ ngoài lúc quán lẩu ở trên Bình Nguyên toàn Hồng Thái. Vịt này là vịt gọi là bẹp bẹp. Bẹp. Vịt này, vịt này gọi là vịt nướng. Quay là con. Vịt này là vịt nướng, còn vịt kia là vịt quay. Quay. Hơi đùa. Hơi đùa. Cái này phải rúi xuống dưới. Để nó chín là vừa. Rúi những cái miếng ở xuống dưới. Nó cứ chín ấy nhỉ, nó lúc nào nó cũng nên, bởi vì bán chạy quá. Đúng không? Nhưng mà nướng khô quá thì nó lại ngon. Cái này mà nướng chín quá thì nó lại khô. Bảo dặn về nhà để nguyên cái bóng khoảng 15 phút mới ngăn. Về nhà thì chẳng lâu 15 phút. Bởi vì gói cái này nó vẫn lấy ủ mà. Dặn nó vậy. Ừ, cứ ấy đi, em cứ làm đi. Dặn nó vậy chứ không tí về nó lại gì đấy. Về đến bạn hành cũng tầm 20 phút rồi. Hết rồi. Bán từ giờ đến lúc nghỉ là hết. Tưởng từ giờ đến lúc hết là không còn gì. Tưởng là bán từ giờ đến lúc hết là không còn gì. Nóng lắm. Ông đang đang trả chó đã hết rồi. Ngon. Nóng hổi luôn. Chó ra chuyện rồi, bị chuyện. Bẹp 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 b